Kính thưa quý vị khán giả, bệnh mạch vành là một bệnh lý mãn tính phổ biến hiện nay. Bên cạnh tuân thủ lối sống khoa học, điều trị nội khoa cũng như là nông động mạch vành, đặt stent là một trong những phương pháp có thể can thiệp hiệu quả, giúp cải thiện được triệu chứng của bệnh. Để tìm hiểu rõ hơn về những phương pháp này, xin mời quý vị cùng nhau gặp gỡ bác sĩ của chương trình để được tư vấn quý vị nhé. Dạ, xin chào bác sĩ. Dạ thưa bác sĩ, đối với bệnh nhân nào thì sẽ được chỉ định đó là nông động mạch vành hoặc là đặt stent ạ? Như chúng ta biết là bệnh mạch vành, chúng ta hay gọi là bệnh thiếu máu cơ tim, thì đây là một cái bệnh mà do cái mảng xơ vữa trong lòng cái động mạch vành của chúng ta gây nên. Khi nào chúng ta nông động mạch vành? Khi mà cái mạch vành này hẹp quá, chúng ta điều trị uống thuốc, thay đổi lối sống nhưng mà cái cơn đau chúng ta vẫn còn xuất hiện, thì cái chỉ định nông và đặt stent động mạch vành được đặt ra. Một trường hợp mà cấp cứu cũng là bệnh động mạch vành mức độ hẹp vừa phải thôi, nhưng mà bệnh nhân đột ngột bị tắc, tức là cái mảng xơ vữa này nó bị rách, thì đó là trường hợp mà nhồi máu cơ tim cấp đó, thì chúng ta cũng cần phải tính đến chuyện phải nông và đặt stent cái ngay cái chỗ nó bị tắc này. Dạ, vậy với hai phương pháp đó là nông động mạch vành cũng như là đặt stent mà bác sĩ vừa kể thì sẽ có hiệu quả như thế nào đối với tình trạng bệnh của bệnh nhân ạ? Trong trường hợp mà động mạch vành bị hẹp mãn tính, chúng ta nông được ra, chúng ta sẽ cải thiện được các cái triệu chứng liên quan đến thiếu máu nuôi. Ví dụ bệnh nhân bị đau thắt ngực, khó thở, bị nặng ngực khi chúng ta gắng sức. Trong trường hợp mà nhồi máu cơ tim cấp, chúng ta mà nông, chúng ta đặt stent, tức là tái thông dòng chảy ở cái điểm này á, thì cơ may chúng ta sẽ giảm thiểu được cái vùng cơ tim bị hoại tử. Dạ thưa bác sĩ, vậy sau khi một người bệnh thực hiện các phương pháp ví dụ là nông đặt stent động mạch vành thì họ có cái nguy cơ tái phát lại hay không ạ? Bệnh tim mạch là một quá trình diễn tiến. Nếu chúng ta ý chúng ta tới đó mà ngưng, không theo dõi, không điều trị nữa thì sẽ có thể bị tái phát lại các cái mảng xơ vữa trong lòng động mạch vành, hoặc thậm chí là bị nhồi máu cơ tim. Chính vì thế sau khi chúng ta đã được nông đặt stent thì chúng ta vẫn phải tiếp tục duy trì thăm khám đều đặn, tái khám định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ. Chúng ta không được tự ý bỏ điều trị, không được tự ý là uống thêm thuốc, đặc biệt là những thuốc mà chống viêm hoặc những thuốc mà không rõ nguồn gốc. Dạ, xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Và thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình 5 phút sống khỏe ngày hôm nay cũng đã hết. Và chúng tôi sẽ quay trở lại trong khung giờ này ngày mai cũng trên kênh VTV9.